Đây, chào bạn. Đây, hôm nay mình sang thử ăn cái tô bánh canh 300 ngàn xem thế nào các bạn. Đây, bây giờ là 4 giờ 15 phút các bạn, của ngày mùng 1 tháng 11 các bạn. Đây, em 360 đường Phạm Văn Chí, phường 3 quận 6 các bạn. Đây. Đây, chào các bạn, thì bây giờ bánh canh, quán bánh canh là bắt đầu mở các bạn. Thì ở đây là bánh canh cua này, 360 Phạm Văn Chí này, bắt đầu từ phục vụ từ 16 giờ chiều các bạn. Thì ai đi ăn bánh canh thì hãy chọn cái thời gian là 16 giờ chiều. 16 giờ chiều nhé các bạn ơi. Đây chào các bạn, thì hôm nay mình đã sang thử ăn cái bánh canh, thưởng thức cái bánh canh 300 ngàn ở bên chỗ đường Phạm Văn Chí nha các bạn. Thì có lẽ là chồng của cái cô chủ quán đã đưa ra một cái menu các bạn. Thì thực đơn ở đây gồm có bánh canh. Đây các bạn thấy nha, bánh canh 30k, bánh canh thịt nạc 40k, bánh canh thịt nạc cá là 70k, bánh canh giò cá 70, bánh canh cá tôm giò 100. Và đặc biệt là cái món cái bánh canh cuối cùng này, bánh canh càng đài đặc biệt là 300 ngàn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ ăn thử cái món bánh canh 300 ngàn này thì như nào các bạn nha. Đây, thực đơn thì cũng rất là đơn giản, chỉ có 1, 2, 4, 8 món các bạn, với giá là từ 30 đến 300k. Thì cũng rất, trong cái thời gian vừa qua thì bánh canh cũng rất là nổi tiếng này, quán bánh canh là cực kỳ nổi tiếng các bạn. Thì cái chú đang mặc áo ba lỗ đó là có lẽ là chú chồng của cô, và chú đang đi ghi menu và xem khách gọi như nào các bạn. Thì chút xíu là mình sẽ tới hỏi thăm xem thử cái công thức và cái cách thức chế biến của cô như nào các bạn. Thì nó nằm ở trong hẻm này, thì bánh canh nó nằm trong hẻm các bạn. Thì cái lối đi cũng rất là nhỏ và khá là hẹp các bạn. Đây cũng rất là nhiều người ăn nha. Đây trong này thì có lẽ là cái hẻm cụt rồi. Đấy. Đây thì có rất nhiều người tới ngồi ăn đây các bạn, đang ngồi chờ này. Rồi, nhiều người đang ăn đấy các bạn ơi. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi thử đi ra ngoài này và xem gọi hai tô bánh canh 300 ngàn và ăn thử xem như nào các bạn, xem có đủ sức ăn hết hai tô không các bạn. Thì con hẻm rất là nhỏ các bạn, thì có nhiều người đang ngồi chờ đây. Nếu mà mọi người qua đây ăn bánh canh thì có thể chạy tới một quán, thì có một cái anh sẽ chỉ cho cái chỗ để mà gửi xe các bạn. Thấy khung cảnh khá là tấp nập nha, rất là nhiều người đang chờ này. Thì không biết là hôm nay mình cũng chưa ra phải đói là đói lắm, nhưng mà và không biết như là đây, rất là bận rộn các bạn. Quán bánh canh là chỉ có bán từ lúc 4 giờ chiều, nhưng mà lúc mình sáng là 4 giờ 15 phút các bạn. Thì quán bánh canh đã chưa mở, thì bây giờ nó mới mở khoảng 4 giờ 30 phút thì bắt đầu là bán nhiều các bạn. Cô chủ quán thì cho biết là trong cái thời gian vừa qua thì có nhiều người tới quay phim, cũng rất là ảnh hưởng đến cuộc sống và cái việc kinh doanh của cô á. Thì chút xíu là mình sẽ hỏi thăm cái trong cái cuộc sống cô và kinh doanh cô như nào các bạn nha. Ở đây thì trước khi mình vào thì thấy cô chuẩn bị cho hai cái bát nước mắm, hai cái dĩa nước mắm này. Nước mắm thì nước mắm tiêu sò các bạn, rất là thơm. Đây các bạn thấy nha, rất là thơm này. Và ở đây tô chân và trà đá miễn phí. Đây, quán mở từ lúc 4 giờ 30 phút chiều các bạn. Thì bây giờ khá là đông thì mình chưa tới hỏi cô để nghe cô chia sẻ được các bạn ạ. Ở đây chỉ có 1 bàn, 2 bàn, 3 bàn, 4 bàn và 5 bàn, 6 bàn các bạn. Chỉ có dọn được 6 bàn thôi các bạn nha.
rất là ít này. À, đây nha các bạn, thì ở ngoài thì có rất là nhiều xe cộ đang chờ này, đang chờ cô phục vụ bánh cân, rất là đông. Đây các bạn ơi, rất là đông. Có thể mua về hoặc là ăn tại chỗ thôi các bạn. Đừng xếp vào đi con, đừng xếp vào con này nè. Nói đi, một bánh cá, bánh canh cá với một bánh canh không. Bánh nổi, cái bánh nổi đó ông già đó ông quết đó. À, trong cô đúng không? À. Cô cho hỏi mình bán bánh canh này là bao nhiêu năm rồi cô ha? 30 năm rồi con. À, 30 năm. Cái bánh canh mà trong cái tô 300 ngàn thì có những cái gì đặc biệt không ha? Càng cua lớn nữa con. À, càng cua lớn các bạn. Bánh canh mà 300 ngàn sẽ có càng cua lớn nha. À, đây càng cua lớn. Cua này cua Cà Mau luôn không? Cua này. À, để củi hết ngon á. Nóng cho ngon chứ để củi lại ngon á. Ôi chết rồi, làm sao bây giờ? Mình mời gọi hai tô bánh kính 300 ngàn nha các bạn. Thì bây giờ chủ đã đem ra rồi. Đơn kìa. Đó cái này 2 bịch nha chị. Hả? 2 bịch phải không? Dạ. Một bịch, cái này một bịch nè. Cái này bịch 300 hả? À, không, cái bịch này của con nhỏ này nó chưa gì nó đã nói đây cho nó đi cho rồi đi. Thôi tụi anh tự đăng. Rồi, mà đây nè. Đây cho các bạn nha, thì mình sẽ thử sức với hai tô bánh kính các bạn. 200 gram người ta cắt ăn đủ. Hai tô bánh kính. Đây. Bánh là lớn nha. Đây. Đây gồm có những cái gì nào? Xem tô bánh canh 300 ngàn nha bạn. Đây càng cua này. Và wow, càng cua rất là lớn các bạn. Đây. Huyết và càng cua mình sẽ đếm bao nhiêu cái càng cua các bạn nha. Một cái này. Hai cái này. Ba cái này. Bốn cái này. Năm cái. 6 cái này, 7 cái, quá trời luôn, tôm nữa các bạn. Đây. Như là 7, 8 cái càng cua và một miếng giò các bạn. Đây, hai miếng huyết và hình như 9 cái càng cua, 9 cái càng cua các bạn. Một tô rất là bự luôn các bạn ơi. Đây, thì đây tô này cũng y chang vậy luôn các bạn. Đây, hai tô các bạn ơi. Thì ăn thử sức thì không biết là có ăn hết được không, hai tô nha. Một tô chắc ăn chết luôn rồi đây. Đây một miếng này là cái miếng này là cùng của chủ nhà làm luôn, của chủ làm luôn các bạn. Thì cô chia sẻ là quản bánh cân của bạn được 30 năm rồi các bạn ơi. Đây bây giờ mình sẽ bắt chân vào các bạn. Đây thế mà cái này là ớt. Đây ớt các bạn. Rồi xong. Đây rất là đông người các bạn ơi. Ở đây thì cho vay còn trả góp, người ta giảm quá trời luôn. Ở đây thì nhiều người không thích quay phim các bạn, thì các bạn cũng thông cảm nha. Đây rất là nhiều người đang ăn bánh canh cua này các bạn. Để chút xíu nữa mình có thể mình sẽ hỏi xem cái ý kiến của mọi người về cái bánh canh như thế nào các bạn nha. Thì không biết là mọi người cảm nhận cái bánh canh ở đây như thế nào. Đây, các bạn nha. Canh quá trời luôn. Không được, chứ cái bánh canh nữa. Ngon quá. À, rất là tuyệt vời. Ngon quá. Thịt cua rất là chắc. Ăn thử cái bánh canh trước này. Bánh canh này mình sẽ ăn thử trước. Ngon. Thêm một tí nước mắm các bạn.
nha. Thịt cua thì mình ăn thử cái càng cua nó rất là dai nha. Nó ngọt. Nó bị rất là ngon. Còn mua đó thôi. À, còn một cục giò rất là to các bạn. Giò rất là to này. Ăn thử miếng giò nha. Rất là vừa miệng luôn. Ăn thử thêm miếng huyết nữa nha bạn. À, miếng huyết bự cho bã luôn này. Ăn xong tô bánh canh này chắc quá ngon ngày mai bác. Mình nói mình ăn hai tô chắc không bị nổi đâu bạn. Một tô thôi. Được lắm. Càng cua rất là to nè. Chấm miếng chấm thêm miếng ăn phiền quá ha. Thôi ăn đi cho rồi, tập trung ăn cho rồi. Em nói toàn vòng không phải rồi. Về nhà em đi làm được. Sao mới gây giống như này. Mẹ là nền căng thứ hai đó các bạn, nhưng mà thấy nó hơi bắt đầu ê rồi các bạn. Đây, ăn thêm một tô nữa. Tôm rất là vừa ăn các bạn, rất là ngon. Rồi, và ăn cua và ăn cả các thứ luôn. Chả có rất là nhiều tiêu, cay quá. Wow. Ăn thêm một miếng giò nữa. Giò cũng rất là vừa ăn các bạn. Đây. Sao đây ta? Khó quá. Khó. Anh chồng quay cho em xíu đi chứ em quay lại cho. Hey, chào các bạn nha. Mình vừa mình ăn thì hai cái càng cua đó các bạn. Hai càng cua rất là lớn nha. Rất là ngon. Cua thịt nó chắc lắm. Không. Thì tiếp tục mình ăn thêm một cái càng cua khác nữa. Ta xem nào. Thịt cua rất là chắc, thơm nha. Đúng không? Trong cái tô này mình đếm hình như là có 7 cái càng cua các bạn. Bây giờ còn bao nhiêu này? Quá trời càng cua luôn các bạn ơi. Đây. Toàn là càng cua với cái khúc giò rất là lớn.
mình ý định ban đầu là mình làm hết 2 tô này, ăn hết 2 tô bánh trên 300 ngàn là 600 ngàn các bạn. Và mình ăn được chút xíu này mà thấy nó rất là đuối à. Đấy rồi. Đây là cục trà các bạn. Trà này bự cho bá luôn. Và mình cắn thế nào. Rất là dai. Quá nhiều tiêu lắm các bạn. Trong này tiêu quá trời. Các bạn có thể thấy tiêu. Rất là nhiều tiêu này. Đây, đây hạt tiêu các bạn. Ai mà không ăn cay được thì hãy coi chừng nha. Bởi vì mình ăn nhầm hạt tiêu rồi. Thì nó rất là cay. Cay và nóng đó các bạn. Quyết bự cho bá luôn. Được lắm nha các bạn. Thôi thử xem nào. Ngon. À, còn quá trời các bạn ơi. Cá cua này, ôi trời ơi. À, ăn không biết hết đâu này, đòi ăn 2 tô thật chết luôn đó các bạn. Đây còn cái cá cua bự cho bá này. Đây. Cắn ngập răng luôn. Rất là bự luôn. Ăn ngoài hai cái là đuối rồi. Thấy không? Rất là bự các bạn. Không hiếp luôn. Các bạn thấy này. Wow. Nước chấm này. Mình ăn không phải mặn lắm đâu. Nó nên cần nước chấm. Thầy còn miếng nữa. Thầy chấm thử xem nào. Tụi bay á. Ơi chào các bạn nha. Sau một thời gian chiến đấu với cái tô bánh cánh thì bây giờ đã là gần 30 phút trôi qua các bạn. Thì mình đã ăn hết nhưng mà vẫn còn các bạn ơi, còn càng cua này. Wow, còn càng cua các bạn ơi. Và mình thì rất là no rồi. Thực sự thì các bạn khi mà xa đây mà bỏ ra 300 ngàn thì phải ăn một đôi bánh cân, phải cân nhắc nữa các bạn. Tức là bạn phải thật là đói thì các bạn mới có thể ăn hết một tô bánh cân lớn như vậy được. Không là nó rất là no các bạn, ăn không thể tài nào hết được đâu. Đây càng cua quá trời này. Càng cua thịt cua rất là nhiều. Đây mình ăn nở quá trời luôn này các bạn. Đây. Và phải đánh giá chất lượng là cũng rất là ngon các bạn. Ăn rất là được á. Còn rất là nhiều. Thực ra thì để kết công ra đây ăn thì cũng là rất là xứng đáng các bạn. Đây còn quá trời này. Thì nước ở đây là hơi cay, có gạch cua nữa các bạn. Đây gạch cua này, quá trời luôn. Và bây giờ thực sự là mình lúc đầu ban đầu mình có ý tưởng là mình ăn hết 2 tô bánh cân 300 ngàn. Bây giờ một tô mình ăn cũng không hết các bạn, thật là bất ngờ. Đây lần đầu tiên mình sang mình ăn bánh cân 300 ngàn nha các bạn. Thì cùng gửi lời khuyên cho tất cả mọi người là ai ăn bánh cân tô 300 ngàn thì phải chuẩn bị rất là kỹ nha. Và bụng thật là đói các mới ăn được hết. Đây tô bự cho bá luôn này. Tô rất là lớn các bạn và hơi cay các bạn ạ. Hẳn là cay các bạn ơi. Đó. Nhưng mà rất là ngon, ăn rất là được các bạn. Thì ở Sài Gòn thì hãy cũng đến ghé qua thưởng thức một lần cho biết các bạn. Còn mình lần sau thì mình vẫn tiếp tục qua đây nha các bạn. Thì để ăn và review cho các bạn cùng xem cho nó vui. Đây chào mọi người.